Bí kính chào quý vị. Hôm nay Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019, đến với VTV sáng nay, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt giáo sư Phạm Ngọc Lân do võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp một người thầy của chúng tôi là giáo sư Phạm Ngọc Lân đến từ Pháp. Và cái cuộc tiếp xúc này cũng nhằm để tìm hiểu một cái tác phẩm mà thầy vừa cho ra mắt ở tại vùng thủ đô Hoa Tình Đốn vào ngày 5 tháng 10 vừa qua. À, trước hết, à, em xin được kính chào thầy. À, chào à, anh nhân và là, kính chào quý vị. Khi mà chúng ta nói một cái tác phẩm cha vô danh mà hiện diện ở tại vùng thủ đô Hoa Tình Đốn, đó, thì có rất nhiều là những người thân hữu, những người bạn của thầy, nhưng mà đặc biệt là có những người học trò cũng đến đó nữa. Thì thầy cho biết cái cảm nhận của thầy khi mà thầy có cái buổi ra mắt sách. Dạ thưa thầy. Um, thật ra đó đây là lần đầu tiên mà tôi dự một buổi ra mắt sách của chính tôi. Tại vì cách đây 4 năm thì tôi có ra cuốn tiếng Pháp nhưng mà không có cũng một đề tài đó là con đi nhưng mà không có cái buổi ra mắt sách như vậy. Thì lần này chúng tôi tôi rất là cảm động và rất là ngạc nhiên tại tôi cũng nghe nói rằng thì là bây giờ sách đó thì thực sự ra đó cũng ít người đọc lắm. Đó, thành ra tôi cũng ngại là cái buổi ra mắt sách nếu mình tới đó mà cuối cùng mà chẳng bán được bao nhiêu và những người tới lại lại, lại lơ là với nhưng mà thực sự ra ngày hôm đó tôi rất cảm động là tại vì có thể nói rằng bạn bè thân hữu và những người tôi chưa quen nữa đã đến chật phòng 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 hội của hội cao niên mà tôi mang tôi tôi gửi qua trước có ba mươi cuốn mà nó hết vèo Hết vèo 30 cuốn mà cuối cùng lại còn phải uh, Ghi địa chỉ để tôi về Pháp tôi sẽ gửi qua lại cho nên là uh, Cái lời đầu tiên của tôi là rất cảm ơn Ban tổ chức và rất cảm ơn Tất cả các bạn bè thân hữu Và những người đã đến dự buổi ra mắt sách đó Dạ yeah. uh, Kính thưa quý vị chúng tôi cũng được biết rằng khi mà ra màu mắt một cái tác phẩm ở tại vùng thủ đô Hà Thành Đốn thì thường thường có cái người giới thiệu về Tác phẩm đó Và ngày hôm đó thì em rất là hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Hồ Văn Hiền nói về tác phẩm của thầy. Thầy ghi nhận như thế nào khi mà bác sĩ Hồ Văn Hiền trình bày những cái điều mà của bác sĩ Hiền đọc cái tác phẩm của thầy và giới thiệu với đến các cử tọa và dạ, thưa thầy. Đó. Thì anh Hiền đó là bạn của tôi từ thời sinh viên. Thành ra là mà tôi đã tiếp anh anh Hiền đã khi mà tôi ra sách uh, cuốn sách tiếng Pháp được Père Inconnu cách đây 4 năm thì anh Hiền đã viết một cái bài điểm sách bằng tiếng Việt mà rất là rất là cảm động và đầu năm nay khi mà cuốn Cha vô danh bằng tiếng Việt ra đời thì anh Hiện lại viết một cái bài điểm sách bằng tiếng Anh và ở trên làm một cái comment ở trên Amazon để cho những người mà thế hệ thứ hai thứ ba người Việt gốc Mỹ tức là con con cháu của chúng ta nói là các bạn không không đọc được tiếng Việt. Nhưng mà các bạn nên mua cuốn này để tặng cho bố mẹ hay những người thân mà còn đọc tiếng Việt bởi vì cuốn sách này thì bộ thì tôi cũng không có nói nhiều ở đây nhưng mà thực sự là anh Hiền um, đã đã um, có thể nói là quảng cáo một cách rất là rất là hay cho cuốn sách đó. Thành ra tôi cũng xin <laughs> nhân cơ hội này cảm ơn anh Hồ An Hiền. Yeah nhưng mà khi mà thầy nói thầy có hai cuốn, một cái cuốn sách nhưng mà nó có hai cái version tiếng pháp và một cái bằng tiếng việt à. nhưng mà bác sĩ hoàng Văn một những học trò của thầy lại nói rằng là phải đọc cái cuốn tiếng việt mới thấy được cái kết luận của nó là cha vô danh đi tìm được như thế nào thì có phải đó đúng sự thật như vậy không dạ thầy? Dạ, dạ, đúng thực sự ra đó thì khi mà tôi viết cuốn tiếng pháp được pericondy là tôi bỏ ra 8 năm tôi mới viết xong viết xong năm 2015 và được một nhà xuất bản La Matang ở Paris Uh, xuất bản Trong cuốn sách đó Thì có một phần Được anh gọi như tức là cha vô danh Cái dịch nghĩa là có một phần tôi đi tìm Tông tích của cha tôi Tôi biết ông là tên gì Nhưng mà ông ấy mất khi mà tôi một tuổi Tức là lúc đảo chính Nhật Ông là uh, Một trung úy Trong quân đội Pháp Và bị Nhật uh, Bắt làm tù binh ở Lạng Sơn Và sau đó giết hại chứ không phải là chứ không phải là chết trận ở uh, uh, mặt trận nhưng mà trong bao nhiêu năm trời tôi đi tìm lại ở trong văn khố của pháp của quân đội pháp thì tôi không tìm được cái, 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 cái tông tích của cha tôi tức là tôi cũng muốn biết gia đình như thế nào ở đâu thì tôi không biết được cả cho nên là cuối cùng cuốn sách cái, cái cuốn tiếng pháp đó thì kết luận là người cha vô danh đó vẫn muốn mình là vô danh không muốn cho con mình biết mình là ai. Đó, đó là cái kết luận của tiếng Tây. cuốn tiếng Pháp. Yeah. Nhưng mà nó là một phép lạ xảy ra. Là hai tháng sau khi mà cái cuốn đã ra. Thì nhờ cái cuốn đó được phát hành, Thì dĩ nhiên là phải đọc. Cái... Tôi không có nói ở đây. Tại vì nó sẽ mất đi những cái hào hứng của, của cuốn sách. Thì tôi lại tìm được gia đình. Cái là đại gia đình bên nội của tôi. Và tôi tìm được bảy người con chú con bác ruột vẫn còn sống và đã 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 đón nhận tôi như một như một nghĩa là người ở trên trời rơi xuống mà của con một ông bác một ông chú chết lúc 30 tuổi mà hồi nào giả tưởng là không có con thì bây giờ đấy thành ra là nó là một cái chuyện rất là hấp dẫn và đúng như anh nói là bản tiếng Việt đó, thì sẽ có chi tiết về cái chuyện đó nhưng mà bản tiếng Tây thì chưa. Yeah. Bản tiếng Pháp á, thì sau đó thì có làm ra một cái gọi là ấn bản thứ hai. Yeah. Thì ấn bản thứ hai, nếu mà bây giờ mà mua cuốn tiếng Pháp thì cũng có cái đó. Yeah. Nhưng mà còn ấn bản đầu tiên thì không có. Dạ. Yeah. Yeah. À, cảm ơn thầy. Và kính thưa vị, khi chúng tôi được biết đó, là ở tại cái buổi ra mắt sách đó, một cái mô thức ra mắt sách rất là mới. Đối với tôi, sống ở vùng thủ đô Hoa Tình Đốm này, À, mỗi một cái buổi ra mắt sách như vậy thì nó có cái người nói về tác giả một người nói về tác phẩm và cái người um, tác giả đó cũng có vài ba lời đối với lại cử tọa nhưng mà cái buổi ra mắt sách vừa rồi mà chúng tôi tham dự của thầy phạm ngọc lân của chúng tôi đó thì chúng tôi thấy nó, nó hơi mới à, dược sĩ nguyễn mùa trinh sau khi mà có giới thiệu người của hội cao niên uh, lo cái nghi thức làm lễ khai mạc uh, chầu cờ và sau đó thì ông uh, hội trưởng hội cao niên nói vài ba lời và sau đó là rất nhiều những người bạn và thân hữu và học trò của thầy lân lên nói về tác giả và đến nên không biết là thầy nói thầy chưa bao giờ đi đi tham dự một cái buổi ra mắt sách hay là chưa ra mắt thầy nhưng mà thầy đã cho biết cái cảm nhận là cái điều đó là những cái điều mà đối với tụi em là bất ngờ nhưng mà theo thầy thì thầy có thích cái cách sắp xếp của dược sĩ nguyễn Một trinh không dạ thưa thầy dạ đúng thực sự ra có có thể là tôi cũng có tôi cũng có can dự vào cái dạ. cách sắp xếp đó, yeah. tại vì tôi có nói với anh Trinh, anh Nguyễn Mậu Trinh là một uh, dược sĩ cùng lớp với tôi ngày 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 xưa ở, ở trường Dược thì tôi cũng nói với anh Trinh là tôi chỉ muốn làm một cái buổi gì mà nó ở trong vòng uh, gọi là bạn bè thân, thân hữu vậy. và những người mà thực sự thích đọc cái, cái, cái những cái tác phẩm như thế tôi không có muốn ra một cái chỗ mà rất là đông người mà phải quảng cáo trên báo chí trên đài phát thanh gì cả thành ra là đây là chỉ là tất cả tất cả những người tới đó là chỉ là những người mà tôi quen biết anh trinh quen biết hay là anh nhân quen biết gửi email báo là hôm đó có cái, có cái buổi đó thôi thành ra tôi rất là cảm động khi mà thấy rằng chỉ như vậy thôi mà có chừng những người tới và thứ hai nữa là cái hình thức thì hình thức tôi cũng nói là um, anh trinh nói là tôi phải đàn hát để mà giúp vui thì tôi nói thường thường đó là trong những buổi ra mắt sách thì tôi, tôi chưa khi nào tôi dự nhưng mà tôi có nghe là luôn luôn là có mời văn, nghệ sĩ, văn nghệ sĩ đến để mà giúp vui này kia thì anh trinh cũng nói là bây giờ ông là người mà người ta cũng biết đàn hát trên youtube rồi thì bây giờ ông là giúp vui luôn tôi nói tôi sẵn sàng giúp vui không có vấn đề gì cả <laughs> với điều kiện là phải có cái đàn tôi không mang đàn theo thì cũng có mượn được cái đàn thì thì đúng là ngày hôm đó rất là cảm động là tại vì cảm động không phải là cái chuyện mà mà, mà, mà cái, cái cách đó nhưng mà cái nội dung của những người mà lên nói yeah. đặc biệt là thí dụ như bác sĩ hồ văn hiền rồi sau đó là vân là vân cũng bác sĩ vân hoàng vân dạ bác sĩ dạ, hoàng vân đó, đó, bác sĩ cũng là tức là một học trò cũ của tôi rồi và tất cả những những người khác nữa những người bạn cũ của tôi như yeah. chị Quỳnh Mai hay là mà tôi cũng không có nhớ được kể ra hết những sĩ thần đấy, dạ yeah. yeah, đúng rồi. Anh Hào, à đúng rồi võ văn Hào thì là ngày xưa là chơi bia với tôi <laughs> ở cư xá đắc lộ yeah. đó và cùng chơi đàn với nhau yeah. nhưng mà anh ở có một năm thì anh đi du học năm 64, đi yeah. đi Mỹ từ năm 64 mươi đó xin lỗi những người tôi quên tại vì. Yeah. À, vì lý do thời lượng nên xin phép thầy à. chương trình được tạm ngừng ở nơi đây và à. xin cùng với thầy ở trong một cái chương trình tới dạ, xin à. cảm ơn thầy à, cảm ơn uh, nhân và xin kính chào quý vị à, kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong một cái kỳ tới chúng tôi và thầy phạm ngọc lân sẽ có một số những cái chia sẻ ở bên cạnh của một cái tác phẩm vừa mới ra đời bằng việt ngữ cha vô danh và tác phẩm mà cha vô danh là một trong những cái tác phẩm mà theo tôi đọc được chính và bằng tiếng pháp và bằng tiếng việt nam mà mô tả được cái sự hiện diện của chúng ta trên miền đất việt nam cũng như trên, trên cái miền đất ở trên thế giới bởi vậy tôi có từng so sánh cái tác phẩm này giống như cái tác phẩm tương tự như là Doctor Zhivago của Boris Pasternak hay là chúng ta có thể đi xa hơn mà phần, như cũng chiến tranh và hòa bình là ghi chép lại những cái chuyện xảy ra của một thời không phải giới hạn vào trong những cái biến cố lịch sử mà thôi mà ghi lại những cái tâm tư, những cái cuộc sống, cái văn hóa của một cái tập thể mà bây giờ đang trải rộng trên những cái miền đất ở trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.